Xin chào tất cả các bạn, và bọn mình đang có mặt ở Son An Ban Son. Đây phòng của mình thì mình giờ vào sẵn phòng nhá. Ui, smart vậy. Ở bên Son 2, bọn mình ở bên Son 2. Bên này chỉ có hai thang thôi. Ui, trông xịn xò vậy. Ui, bồn tắm này. Bồn tắm này. Nhà vệ sinh này. Ui, ui, view bây giờ ngoài thấy được này. View đẹp phết này. Nhưng mà nếu có nhìn thấy gì ở biển. Ra bên này đi. À bên này có chỗ ra ngoài. Bên này có chỗ ra ngoài. Nào, mở ra. Ôi. Đấy. Đây có cầu thang đi lên trên, nấu thang đi lên à? Ở đi ra xem nghe nào, cũng vất đồ này á. Mình check qua cái giường đấy. Đấy, giường. TV tinh thể lỏng. Đây là view ra bãi biển. Ủa. Đây nhưng mà có được trèo đây không? Được trèo được không ạ? Nó cho thang mà. Trèo cẩn thận là được. Ủa, định xị vãi chưa? Và phòng mình đỉnh đã. Phòng đỉnh mà. Thôi tắm đi ông ơi. Em sẽ review cái này sau nhá. Ok, và bây giờ mình đang đứng ở hồ bơi rồi. Từ từ. Sao lâu lắm không xuống nước anh em ạ. Nhưng mà cái này trơn lắm. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. When you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh yeah, 80 and a 40, I'm a nerve. Bọn mình giờ đang đi thưởng thức món mót Hội An. Nó gọi là nước trà thảo mộc các thứ chanh xả. Đây, đây có bụng hoa giấy. Không biết cái này tuyệt vời luôn. Mình đang có mặt ở quán món Hội An. Ta-da. Mình chỉ ở đây là 150 gì nhỉ? Trần Phú đúng không? 150 Trần Phú. Có thể thưởng thức món này với giá 12.000 đồng. Through my city with my people all around. Is you coming with me or you staying on the ground? Yeah. Yes or no? How'd it go? Where your man? Do you got one on the low? Or you do? How to go? Born in 1994. You're still a scrub, but I still don't think you notice how to love. But I gotta know that if I take you down, would you really hold me down? I'd be your best friend. She just mình đang có mặt ở một cái hẻm sống ảo mà ai đến Hội An thì cũng gần như là tất cả mọi người đều quay sống ảo đây. Avatar của mình. Đấy. Trong này hẻm rất là nhỏ thôi, vừa một người và mọi người đang xếp hàng chụp ảnh. Đây địa chỉ đâu nhỉ? Đối diện 132 Trần Phú các bạn nhé. She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like yes ma'am. When you got me feeling for your body, you might turn me to a yes man. Oh yeah, 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex man. We ain't gotta go out. Thì anh em Tokyo đang check in ở chỗ cầu. Oh you just my type. Oh yeah, she know the deal like a old script. First to really sell that shit. Champagne with the roof gun. Bump this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you could do better with me in the middle of the road, or the back of the Jeep. So baby, let's not talk about it.
but I gotta know. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, ma'am. When you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. Why you act so extra? Let me in your section, running through my mind. We got a connection. Back home. Đây là dưới nhà của khách sạn Sơn An Bàng. Đấy, tí quay ra chụp ảnh ở đây, nhưng hiện tại chưa đủ người. Sơ sơ là Trinh. Úi dồi, chị nghĩ gì vậy? Yes, man. This girl, I got a question. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, ma'am. Well, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man.